Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Di động Hữu Phúc ha. Tại vì sáng giờ lu bu quá mình không có clip được. Thì tối mới lên được clip này. Clip này chuyên bán máy mới nha anh em. Clip này là chuyên máy mới full box. Anh em mua máy thì bảo hành 1 năm cho anh em, đàng hoàng ha. Bao tất cả thì phụ kiện đầy đủ hết rồi nên là mình sẽ bao ship tận nhà cho anh em. Nên anh em khỏi phải tốn tiền ship nha. Anh em chỉ việc nhắc máy alo cho mình, cọc trước cho mình cái cọc Viettel 100k là mình sẽ ship tận nhà, bao ship cho anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Tất cả máy đều là máy mới hết, toàn bộ full box trong clip hôm nay. Thì buổi tối thì chúc anh em sức khỏe nha và xem online vui vẻ. Rồi, clip cái con máy đầu tiên trong clip hôm nay thì giới thiệu anh em là dòng Oppo A53 này. Mình về được 4 con Oppo A53. Thì con này cấu hình của nó đang là RAM 4, bộ nhớ 128GB. RAM 4GB, bộ nhớ 128. Màn hình 6.5 inch. Và pin con này 5000 nha anh em. Pin 5000 nha. Rồi mình có khách tí nha anh em. Sorry nha. Đây. Oppo A53. Con này giá bán lẻ đang là 4490 nha anh em. Giá mình đang bán tại cửa hàng mình là 4490. Thì mình sẽ lấy ra mình review cho anh em coi cái màn hình cũng như là máy nha. Đây, phụ kiện của nó thì có ốp lưng này. Ốp lưng nha anh em. Nó không có tai nghe nha, chỉ có cắp cáp thôi nha. Cắp cáp, không tai nghe. Rồi, máy đây. Máy full box mới. Sẽ bao ship cho anh em con này. Giá mới đang là 4490. Và mình để cho anh em giảm 500k nha. Mình bán trên kênh YouTube này thì sẽ ưu đãi cực đại, ưu đãi cho anh em trên kênh. Giảm 500k, cực sốc luôn. Còn 3990. Mình sẽ bán anh em giá 3990 con này. Và bao ship tận nhà cho anh em. Anh em nào có ý định mua máy mới thì alo cho mình nha. Số điện thoại đặt máy là 0355 356 356 nha. Giá 3990 kèm bao ship. Đó. Ok nha anh em, máy mới ha. Máy mới bảo hành 1 năm full box. Rồi, để không mất thời gian thì mình sẽ qua tiếp con máy thứ hai. Đó. Đang màn hình chế độ HD nha anh em. Mình tắt nguồn luôn, tắt nguồn luôn đi, khỏi máy công quên. Quên tắt nó hết pin nữa, chừng anh em tới mua á. Máy công lâu. Màn hình HD. Sẽ tắt nguồn nha. Giá đang 4490, mình sẽ giảm 500k, còn 3990. 3.990.000 bao ship cho anh em là con Oppo A53 nha. Tiếp theo clip thứ hai là con con Realme 5i. Mình còn 4 con. Realme 5i. Giá đang là 3690, đây là bản RAM 464. Chứ không phải RAM 332 nha anh em. 464 con này thì ốp chưa kèm theo này. Cắp cáp, con này không kèm tai nghe, chỉ có cắp cáp thôi nha nè. Và máy đây Realme 5i, bản RAM 464, màn hình 5.5 inch, màn hình 6.5 inch nha anh em, 6.52 luôn, RAM 464, pin 5000. Con này đang bán giá 3690, mình chỉ giảm cho anh em còn 3250 thôi, mình chỉ để anh em giá là 3.250.000, bao ship tặng nhà cho anh em. Bao ship tặng nhà nha. Realme 50. Màn hình 6.5. Đó, để anh em giá của nó là 3250 thôi. Bao ship tặng nhà nha. Anh em cứ tham khảo giá thoải mái ha, có gì alo cho mình nha. Số điện thoại đặt máy thì vẫn quen thuộc là 0355 356 356. Mình đang bán tại cửa hàng là 3690 này. Và có một lô Realme C3. Realme C3 đang bán lẻ giá 3590. RAM 3, bộ nhớ 64. Chứ không phải là RAM 332 nha anh em. Này là 364. Realme C3 bản RAM 364, mình xin nhắc lại nha. Anh em dễ nhớ ha. Con này không có kèm ốp lưng. Ốp lưng thì anh em mua riêng. Đây, mẫu máy rồi quay cho anh em coi luôn. Realme C3. Vân tay. Cảm biến vân tay, camera 3 camera, có đèn LED. Máy màu đỏ rất là đẹp. RAM 364, màn hình 6.5 inch, pin 5000. Con này đang bán lẻ cái cửa hàng là 3590. Đây anh em. Và mình sẽ sell cho anh em xuống còn cực nhẹ luôn cho anh em nha. Sell 500.000 cho anh em luôn. Chỉ còn bán anh em giá 3.090.000 thôi. 3090. Con này sell 500k.
sale 500k còn 3090. Anh em mua thì bảo hành 1 năm cho anh em xài thoải mái nha. Khỏi phải lo lắng ha, tự máy mới. Realme 5i, à Realme 3 C3. Giá 3 triệu 90 ngàn thôi. Giảm 500k còn 3 triệu 90 ngàn. Bảo hành 1 năm. Con này mình còn 3 con. Và tiếp theo clip là con Vivo U10. Bản RAM 4 bộ nhớ 64. Máy mới đang giá 3790. Mình đang bán giá 3790, RAM 4 64. Tại cửa hàng. Con này thì ốp lưng có nha anh em, ốp lưng có kèm theo nha. Cắp cáp. Còn nguyên hết, mình đã tháo ra mình test thử cục sạc rồi này, đủ hết. Ok cho anh em rồi. Realme Vivo U10. Đây. Máy mới bảo hành 1 năm. Bản RAM 464, màn hình 6.35, pin 5000. Con này hỗ trợ sạc nhanh thoải mái. Con này để anh em giá của nó là 3790, sẽ giảm 400k còn 3390. Bảo hành 1 năm nha anh em. Còn 3390 nha, bảo hành 1 năm cho anh em. Còn một con Vivo i1s giá 2490. Giá bán lẻ đó là 2490 nha anh em. Nó mới giảm đó, bữa trước là 2690 luôn á. Mình sẽ khui siêu con này tại trước mặt anh em luôn. Mấy con kia thì mình khui trước hết rồi. Con này sẽ mình khui siêu luôn cho anh em. Quá rẻ anh em. Con này RAM 2, bộ nhớ 32GB. À, màn hình 6.22 và pin con này là 4000 nha, 4030 á. Pin cũng rất là lớn. Con này có ốp lưng kèm theo cho anh em này. Cốc cáp đầy đủ. Màu rất là đẹp anh em. Anh em thấy cái màu không? Rất là dễ thương nha. Xanh ở dưới là tím tím. Xanh tím tím. Con này giá bán lẻ đang là 2490, mình sẽ để anh em 200.000. Fix 200.000. Xuống còn 2290. Fix 200.000 còn 2290 nha anh em. Bao ship tận nhà cho anh em. Tất cả đều bao ship tận nhà cho anh em hết nha. Cọc trước cho mình 100k Viettel anh em. Từ cái máy này tên 2 triệu hết rồi. Tiếp theo clip là con Vivo Y19 anh em. Bản khủng luôn. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Vivo Y19. Con này cấu hình cực khủng nha. RAM 6 bộ nhớ 128. Màn hình 6.53. Pin 5000. Pin 5000. Giá bán lẻ đang là 4990. Giảm một phát còn 4790. Giảm một phát là còn 4790. Và mình sẽ khui siêu ra cho anh em coi luôn. Mấy cái ốp lưng nha anh em. Có ốp lưng. Cáp cáp. Cái đoạn này không có tai nghe luôn nha. Không kèm tai nghe anh em. Cáp cáp thôi. Máy mới luôn. Đó. Cấu hình anh em xem. Model màu ngoài. Con này là 4790. Mình sẽ giảm cho anh em 500k. Còn 4290 nha. Bao ship tận nhà. 4290 anh em. Rồi, cho khách tí anh em. Rồi, cái con Y19 này thì mình sẽ để anh em giá là 4290 nha anh em. Bao ship tận nhà cho anh em nha. Bao ship tận nhà, cọc cho mình 100.000 Viettel là mình ship tận nhà cho anh em. Đó, Y19. Cấu hình siêu khủng. Tiếp theo clip nào con Y20. Một em Vivo Y20 RAM 4, bộ nhớ 64. Full box mới nha, bảo hành 1 năm hết. Màn hình 6.51, RAM 4 64, pin con này 5000. Rồi, sẽ đưa anh em coi. Ốp lưng này nè. Cắp cáp nha. Cắp cáp của mình. Nói chung đa số máy này không có kèm tai nghe nè. Công ty nó không tiết kiệm kinh luôn á. Mình bó tay nữa. Rồi, máy cực đẹp. Vivo Y20. Máy rất là đẹp. Con này là mặt sau là cái kiểu trắng xanh xanh nhẹ. Nhìn rất là ok luôn. Camera là một chùm luôn anh em, 3 camera, 1 đèn LED. Đó, máy rất là đẹp luôn. Anh em mua thì mình sẽ dán cân lực cho anh em. Tất cả máy bao ship hết trong kênh này. Giá con này 3990, giảm 300k cho anh em trực tiếp tại mua tại kênh YouTube Di Động Hữu Phúc nha. Còn 3690. Con này sẽ giảm cho anh em trực tiếp 300k.
là còn 3690 thôi nha anh em, 3 ship tận nhà nha. Những con máy này anh em cặp vui lòng cặp cho mình 100k Viettel. Và nhớ cho mình họ tên địa chỉ nha, mình sẽ ship tận nhà cho anh em. Tiền cặp anh em cứ trôi vào tiền nhận máy đó. Rồi trả tiền shipper là xong. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây. Chúc anh em có buổi tối vui vẻ nha, xem live vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh nha anh em, để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Thằng ai chào cả nhà.